Phật Pháp ứng dụng. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, để đi vào thời pháp hội tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, theo thông lệ thường kỳ thì chúng ta cũng đã biết vào ngày 14 và 29 là những ngày sám hối thường kỳ nơi đạo tràng tu viện Tường Vân, và các vị cũng đã thấy được giá trị của việc tu học. Như Tổ Khánh Anh đã từng dạy, tu không học là tu mù, học không tu là đãi sách. Vì thế các ngày sám hối thường kỳ các vị được trở về đạo tràng Tường Vân và được tiếp tục học bộ kinh Pháp Cú do thầy chúng ta chia sẻ hướng dẫn cho các vị, để các vị lấy đó làm phương tiện trên bước đường tu học của mình. Thì ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3 âm lịch năm Ất Mùi cũng thế, chúng ta lại được tiếp tục học bộ kinh Pháp Cú. Mặc dù ngày mai là khóa tu một ngày an lạc, nhưng vì tinh thần tu học của các vị, Đại Đức Trụ Trì dẫn Quang Lâm Pháp Tòa để chia sẻ với các vị thời Pháp Thoại tối hôm nay. Hy vọng rằng các vị cố gắng chúng ta tu học cũng như lắng nghe những lời chia sẻ của Thầy, để chúng ta lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Kính bạch Thầy, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm, chúng con xin cung thỉnh Thầy bắt đầu thời Pháp Thoại. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay theo thông lệ hàng kỳ chúng ta cũng học tiếp bộ môn kinh Pháp Cú. Nhưng thầy có ít lời thông báo với các vị. Lần này chúng ta học và lần tới thì chúng ta được nghỉ cái buổi bộ môn kinh Pháp Cú. Do có sự kiện đặc biệt thì thầy cũng thay lời cho ban tổ chức cũng như trong ban trùng tu chùa Nhị Mỹ sẽ thông báo với tất cả các vị Phật tử gần xa là vào 28, 29 lần tới là khánh thành chùa Nhị Mỹ chúng ta ở tại Vĩnh Long. Thầy thay lời cho ban tổ chức xin trân trọng kính mời tất cả quý Phật tử gần xa có điều kiện thời gian để trở về tham dự cái buổi lễ khánh thành một ngôi chùa ở miền quê sông nước Trà Ôn. A Di Đà Phật. Chúng ta có dịp đi về quê, thường thường ta nói về quê anh để cắm câu á, hay là quê ở miền Tây á, nhưng mà này mình về mình đi chùa chứ không có đi cắm câu.
thì thầy mời hết tất cả các vị. Cho nên là lần tới các công việc rất là bề bộn, vì vậy cái thời sám hối vẫn giữ, nhưng mà cái buổi thuyết pháp thì chúng ta sanh để dành cho cái kỳ tới. 29 lần tới này chúng ta chỉ có sám hối thôi, và chúng ta không có học kinh pháp cú. Và mọi việc trả bài đó thì để dành lại lần tới nữa, để dồn lại trả luôn và nhận quà gấp đôi. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì ngày mai là khóa tu, cho nên công việc thì cũng rất là bận rộn. Bên cạnh đó thì tôi cũng sắp xếp cho các vị để sự tu học của chúng ta được thường xuyên. Và trong tối đêm nay chúng ta sẽ học tiếp phần còn lại của Kinh Pháp Cú, thì còn có mấy câu thôi. Nếu chúng ta học sớm thì chúng ta cũng nghỉ sớm, để rồi chúng ta dành cho cái buổi sám hối. Thì gì rồi, học tới câu mấy rồi? Câu 216 đúng không? Có học bài không? Nghe nó không trả bài mừng quá. Thì bữa nay chúng ta học 4 câu còn lại cho hết phẩm này, rồi lần tới nữa chúng ta hãy học phẩm mới. Thì bữa nay có thời gian chúng ta rồi sớm, thì chúng ta sẽ dành thời gian sám hối để chúng ta được nghỉ sớm. Xin thưa các vị, trong cái câu mà 217, 218, 219 và 220, đây là những câu chót của phẩm hỷ ái, nhưng mà rất là quan trọng. Và phải nói là đây là những câu khó trong phẩm này. Các vị có đọc sơ qua chưa? Và vì vậy chúng ta thấy rằng là những câu này là câu chót, nhưng ý pháp và những lời gửi gắm của Đức Phật trong từng câu, chúng ta thấy rằng là cả quá trình tu tập hay là các tư tưởng Phật học nó nằm ở trong này. Thì chúng tôi từng bước sẽ chia sẻ với các vị. Câu 217 Đức Phật dạy là đầy đủ giới hạnh và chánh kiến, an trú chánh pháp, rõ lý chân thường, viên mãn các công hạnh, ấy mới là người đáng ái mộ. Như vậy thì các vị đọc qua câu này, các vị có hiểu không? Các vị thấy trên câu này là một cái bước đường tu tập về giới, định và tuệ, là một nền tảng căn bản cho tất cả những ai muốn đến con đường giác ngộ. Phải nói là như vậy. Người ái mộ ở trong Kinh Pháp Cú đề cập đến không phải là một cái người ái mộ như một ca sĩ hay là một người nổi tiếng hay là một cái gì đó, hay là một idol hay là một fan hâm mộ như thông thường của chúng ta. Thông thường chúng ta thích mến một cái ca sĩ, nghệ sĩ hay là một cái bóng đá hay gì đó. Tất cả những cái này đó là những cái người mà chúng ta gọi là người đáng ái mộ, giỏi một cái lĩnh vực nào đó, hay là một người thần tượng của chúng ta về một lĩnh vực nghệ thuật, diễn viên điện ảnh hay gì đó. Thì chúng ta cũng có thể là yêu thích những người đó, chúng ta trở thành fan cuồng, hay là những cái người mà gọi là ngưỡng mộ những người đó. Thì cái ái mộ đó đó rất bình thường, đó là chuyện thông thường của cuộc đời. Đức Phật muốn đề cập người ngưỡng mộ ở đây là người phải chiến thắng chính mình, người đã giải thoát, người đã chấm dứt tất cả những phiền lụy khổ đau để gọi là đáng ngưỡng mộ hay là đáng ái mộ. Trong cái ái mộ của chúng ta ở thế gian, ái mộ thông thường nó nằm ở trong cái ái kiến của chúng ta. Ngưỡng mộ là vì chúng ta chưa được gì đó, giỏi giang hay là thông minh, xinh đẹp, tài năng một cái mức độ nào đó, trong một phạm vi gì đó, thậm chí là giàu có cũng được ngưỡng mộ vậy đó. Vậy thì ở đây ngưỡng mộ đó nó chỉ là những cái cảm xúc, cảm tình của một cái cá nhân nào đó dành cho một người được ngưỡng mộ. Nhưng mà Đức Phật muốn nói ở đây là người đáng được ái mộ hay là ngưỡng mộ ở đây có nghĩa là những cái bậc thánh, những bậc thanh tịnh, trang nghiêm, những người đã giải thoát, những người không dính mắc với cuộc đời. Ở đây là những cái người đầy đủ giới hạnh, là những người về mặt phẩm chất đạo đức hoàn thiện. Chúng ta có thể lương thiện về một mặt nào đó ở cuộc đời, chúng ta không gian tham trộm cắp tà dâm, hay là thậm chí có những người chúng ta không có vi phạm luật pháp, chúng ta xem như là những người đó, những người là tốt. Nhưng mà ở đây một người đầy đủ giới hạnh nó lại khác hoàn toàn, là những người bằng thân khẩu ý này không còn thi vi tạo nghiệp nữa. Quan trọng. Vì vậy nó không đơn thuần như một người lương thiện trong cuộc đời, người hiền từ lương thiện trong cuộc đời,
cũng là người đáng quý đó, nhưng mà chưa phải là cái mức độ được đề cập trong cái câu này của lời Phật dạy. Đức Phật dạy chánh kiến bạn trú trong chánh pháp. Từ chánh kiến nó quan trọng lắm à. Chánh kiến một trong hai chi phần của bát chánh đạo, là cái chi phần đầu tiên. Thứ nhất của bát chánh đạo là một là gì? Chánh kiến. Hai là chánh tư duy. Ba là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy cái chánh kiến là khởi điểm đầu tiên tám chi phần của bát chánh đạo. Và cái chánh kiến ở đây được hiểu một cách nghĩa đen, chánh kiến là thấy đúng. Nhưng mà cái chữ thấy đúng không phải là đúng sai trong cuộc đời. Tôi nói 1 cộng 1 bằng 2 là đúng, hay là tôi thấy con bò ra con bò, con mèo ra con mèo, có thấy là thấy đúng, gọi là chánh kiến. Không phải cái thấy đúng bằng cái chánh kiến đó. Mà cái chữ chánh kiến ở đây được nhận thức, hiểu rõ là người thấy về chân lý. Cho nên chúng ta thấy rằng cái từ chánh kiến trong bát chánh đạo nó thuộc về cái dạng mà gọi là thấy về chân lý, thấy đúng về sự thật. Và nói một cách chi tiết hơn là thấy về nguyên nhân đưa đến đau khổ, con đường diệt khổ và cái thành quả mà chấm dứt khổ đau. Vậy thì ở đây chúng ta thấy cái chánh kiến này là bằng cả trí tuệ. Cho nên từ chánh kiến mới an trú được trong chánh pháp, và mới dẫn đến là viên mãn các công hạnh. Trên cơ bản danh từ của Đức Phật chúng ta phải đầy đủ ba nghĩa. Một là Phật là gì? Phật là người giác ngộ. Chúng ta hiểu là như vậy. Như vậy tự thân của Phật có ba nghĩa. Một là nín thinh. Một là tự giác. Hai là tới đây bắt đầu mới tha theo. Hai là giác tha. Ba là giác hạnh viên mãn. Như vậy chúng ta thấy cái từ gì? Viên mãn các công hạnh là một ý nghĩa cuối cùng cho hoàn thiện về tự giác và giác tha. Như vậy ở đây chỉ cho các bậc thánh hay là chỉ cho Đức Phật? Một cái từ rất là đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết rằng một cái ý nghĩa rất là sâu sắc, ý nghĩa rất là hoàn hảo trong một con người tìm cầu sự giác ngộ. Vì vậy để có một sự viên mãn về các công hạnh này, chỉ có các Đức Phật hay là các vị Bồ Tát đã trải qua hàng trăm hàng ngàn kiếp để gọi là khổ luyện tu hành trong cuộc đời này. Các vị thấy các vị Bồ Tát phải trải thân hành đạo chứ. Trên nguyên tắc các vị thấy rằng kinh đề cập đến là các vị Bồ Tát phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp để mà tu hành, và phải luyện thân luyện tâm, phải vượt qua biết là bao nhiêu gian khổ để tu thực hiện 6 ba la mật. Thì cái đó trải qua một công đoạn tu hành như vậy mới được giác hạnh viên mãn. Như vậy cái này không phải là cái phản ánh chúng ta, những người đang là của chúng ta trên bước đường tu học lượm thượm như thế này chưa đủ một cái gì để phản ánh trong ý nghĩa của từ này. Phải nói là như vậy, chúng ta đang tập tành trên con đường tu học mà thôi, chúng ta chưa có thể thực hiện được những công hạnh như thế này. Và đây là những cái câu nêu lên về cái quá trình tu tập của các bậc thánh, các vị Bồ Tát hay các vị Phật đã thành. Cho nên chúng ta mới thấy là viên mãn các công hạnh ấy mới là người đáng ái mộ. Như vậy ái mộ đây là người tuyệt vời, người hoàn hảo về đạo đức và trí tuệ, người đã làm lợi ích cho cuộc đời, người đã sống bằng tinh thần vô ngã, người đã sống bằng lòng vị tha, từ bi thương yêu với tất cả chúng sinh. Vậy là câu này để chỉ cho các bậc thánh hay là các vị Bồ Tát hàng thượng thừa hay là các vị Phật. Vậy thôi. Cơ bản nhất là những người phàm phu cho chúng ta chỉ học để biết rằng là công hạnh của các bậc mà đáng ngưỡng mộ là như thế, còn ta không phải là nằm trong cái vị trí đó. Cho nên thông thường chúng ta ngưỡng mộ một ai là chúng ta tại yêu thích, là thấy vui hay là cái gì đó, chúng ta ngưỡng mộ. Cái đó ngưỡng mộ rất bình thường trong cuộc đời, ngưỡng mộ bằng cảm tính riêng của mỗi con người. Còn ngưỡng mộ mà trong cái lời Đức Phật dạy ở đây là quá tuyệt vời. Cái này thật ra mà nói là bao nhiêu kiếp nữa chúng ta mò mẫm còn chưa được sự ngưỡng mộ như thế này. Đó là sự nỗ lực của chúng ta, là một mục đích để trong cuộc đời tu tập chúng ta hướng đến. Chúng ta tiếp đến một cái câu nữa là câu 218. Khát cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm cứu xét, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu.
Hiểu không? Khát cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm cứu xét, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu. Chúng ta thấy rằng bộ kinh Pháp Cú là bộ kinh được tích tập từ tất cả các tạng kinh của Nikaya. Những lời Đức Phật dạy được trích len lỏi trong tất cả các kinh để tập thành 423 câu như thế này. Không phải có một cái bộ kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói từ đầu tới cuối, mà đây là sự tập hợp sau này của những người nghiên cứu, người biên soạn. Vì vậy chúng ta thấy những cái câu này được rút tỉa từ các bản kinh gốc. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là quan niệm của Đại Thừa Phật Giáo là những cái khống quyền và nói trên mây trên gió. Đó là chúng ta du khống bằng một cái cách là không có khách quan. Về mặt khách quan, chúng ta thấy rằng là kinh điển Đại Thừa bàn bạc trong những câu kinh nguyên thủy, và trên nền tảng đó các quan niệm Đại Thừa được sinh sôi nảy nở và phát triển ở đỉnh cao. Và đặc biệt nhất là học thuyết về tánh không của Phật giáo Đại Thừa, mà không có một học thuyết tôn giáo nào có thể phủ nhận được điều đó. Và chúng ta thấy rằng những câu đó được len lỏi trong những cái bản kinh gốc như thế này. Bản kinh Pháp Cú là bản kinh gối đầu giường của tu sĩ hay là cư sĩ nguyên thủy Phật giáo. Những đất nước mà nguyên thủy Phật giáo là học thuộc lòng những cái bản kinh này. Họ học thuộc lòng như các vị đọc thuộc lòng giảng sanh thần chú hay Đại Bi Bát Nhã của chúng ta vậy đó. Người Phật tử Bắc Tông là học thuộc Đại Bi Thần Chú hay là Bát Nhã Tâm Kinh. Nhưng mà người nguyên thủy Phật giáo họ sẽ thuộc lòng những bản kinh Pháp Cú như thế này. Và đây là những cái bản kinh gối đầu giường của họ. Vậy thì chúng ta thấy được rằng ý tưởng Đại Thừa được xuất phát từ các cái câu kinh nguyên thủy, mà đặc biệt kinh Kim Cang cũng đã từng trích dẫn mà. Tôi có giảng kinh Kim Cang cho các vị, tôi có nói ngay cái câu mà ta nói pháp cũng như một chiếc bè cốt để qua sông chứ không phải giữ lấy đó. Chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp. Câu kinh này được rút tỉa từ kinh Người Bắt Rắn của Trung Bộ. Như vậy những cái ý tưởng này không phải là một cách tự đặt ra của các nhà gọi là Phật học Đại Thừa. Ai mà vu cáo như vậy có cái tầm nhìn không khách quan và cố chấp. Và vì vậy không thể thấy được cái thâm thúy và cao quý của Đại Thừa Phật Giáo. Cho nên trong Bát Nhã Tâm Kinh tôi có chia sẻ với các vị, quan niệm Đại Thừa Phật Giáo như làm cho hệ thống Phật Giáo được hoàn chỉnh hơn, như một gốc cây bồ đề có nhánh cành lá đầy đủ. Nguyên thủy Phật Giáo như một thân cây đại thụ, và Đại Thừa Phật Giáo như những nhánh lá tô điểm cho đẹp, cho hoàn thiện một cái cây bồ đề. Chỉ có nguyên thủy Phật Giáo thì nó rất là hạn chế, nhưng mà không có nguyên thủy Phật Giáo, Đại Thừa không có chỗ phát triển. Cho nên ở đây chúng ta phải có cái cách nhìn trong quá trình nghiên cứu, nhìn nhận thấy rằng sự liên hệ giữa Đại Thừa và Tiểu Thừa, hay là nguyên thủy Phật Giáo hay là Bát Truyền Phật Giáo, có một sự gắn bó và bổ sung cho nhau để trở thành những tư tưởng Phật Giáo hoàn thiện trong các học thuyết của Phật Giáo. Không có cách khác được. Cho nên chúng ta thấy rằng cái câu mà khát cầu pháp ly ngôn, đây là những cái câu này xài bàn bạc trong các cái tạng kinh Đại Thừa. Đại Thừa Khởi Tín Luận cũng có những câu này để thuyết minh về chân như. Ngài Mã Minh đã nói về cái ý nghĩa của chân như trong Đại Thừa Khởi Tín Luận: ly danh tự tướng, ly tâm duyên tướng, ly nhất thiết tướng, cố danh chân như. Như vậy thì ở đây đại khái cái nội dung của Đại Thừa Phật Giáo đã đề cập đến vấn đề là chân như không lệ thuộc vào ngôn từ. Tại vì bản thân của chân lý nó nằm ngoài ngôn ngữ. Tôi đã giảng cho các vị ở tại Mỹ có một bài giảng là kinh điển có phải là chân lý không? Các vị đã có nghe bài giảng này thì không có cái gì khó đối với câu này. Ngay cái câu là khát cầu pháp ly ngôn, bởi vì chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Vì vậy Đại Thừa Phật Giáo, và đặc biệt nhất trong bộ Đại Thừa Khởi Tín Luận, Ngài Mã Minh đã thuyết minh về vấn đề ly ngôn này. Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ, cho nên ly ngôn thiết tướng, tức là lìa tất cả những ngôn ngữ để trình bày về tất cả các hình tướng. Ly tâm duyên tướng, thậm chí tâm khởi niệm tới tất cả các hình tướng trong tâm cũng phải lìa, bởi vì chân lý nó không lệ thuộc vào cái hình dung, cái suy nghĩ, cái bàn, cái nói về điều đó. Giống như tôi đã từng thí dụ với các vị, bản chất của đường nó không lệ thuộc vào ngôn ngữ đường. Miệng chúng ta có thể nói 100.000 lần về đường là ngọt, có ai cảm nhận được vị ngọt không?
Tôi nói vài tiếng nữa ngọt không? Không. Nhưng mà hồi xuống dưới ăn chè ngọt không? Đúng đó, ngọt thiệt á. Như vậy thì bây giờ chúng ta ăn chè ngọt nó khác với những gì chúng ta nói. Ngôn ngữ nói chè là ngọt hay là đường là ngọt chỉ là mô phỏng. Bản thân ngọt nó không phải là từ ngôn ngữ. Như vậy chân lý đạt được của Đức Phật hay là tất cả chúng ta về mặt bản thể không phải do những người nói mà có được. Cho nên tôi nói rằng dù không có Đức Phật có mặt trên cuộc đời, chân lý mà Đức Phật đã nói không bao giờ thay đổi. Bởi vì chân lý là quy luật của vũ trụ, của cuộc đời. Đức Phật tuyệt vời ở chỗ này. Cho nên tôi mới nói rằng Đức Phật không phải là một nhà tôn giáo học, mà một nhà phát minh, là một con người giác ngộ, một người trí tuệ tuyệt vời. Đừng đưa ra các cái học thuyết về vấn đề so sánh giữa tôn giáo này kia, không có tác dụng. Cho nên tôi nói có một cái bà đó thuộc về cái dạng mà gọi là đi truyền giáo của những tôn giáo khác ở tại Pháp á, có hỏi tôi là sau khi mà nghe những bài giảng của tôi, bà cảm thấy bà đứng giữa ngã ba đường, giữa học thuyết của đạo Phật và học thuyết của họ, và bây giờ bà không biết lối để đi. Và bà nói rằng nếu lời Phật dạy là chân lý thì những gì bà truyền mấy chục năm nay trong cuộc đời của bà sai hết rồi sao? Tôi nói rằng cô không có sai, cô là nạn nhân của một học thuyết sai chứ không phải là cô sai. Vì vậy quay đầu là bờ. Tôi chỉ nói vậy thôi. Đừng đem lời Phật dạy đi so sánh với những tôn giáo khác là khập khiễn. Một cái bằng tưởng tượng, một cái là sự thật, đem so sánh sao so sánh được. Chuyện đó là dĩ nhiên rồi, khỏi cần bào chữa. Dù có người tin hay không, chân lý vẫn là như thế. Cho nên tôi có giảng tại Úc Châu cái bài giảng chân lý là gì, và tôi có đưa ra một cái sâu hơn trong cái tầm nhìn của chúng ta giữa chân lý công ước và chân lý tuyệt đối. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Khác cầu pháp ly ngôn ở cái này là những con người này là tìm cầu về chân lý. Tức là những con người này muốn đạt được cái cuộc sống của một cái người là sống bằng bản thể, bằng chân tâm, bằng sự giải thoát tịch tịnh. Cái này quan điểm của Đại Thừa Phật Giáo và đặc biệt nhất là Thiền Tông phân tích và chia sẻ cái này rất là sâu. Vì vậy khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma khi qua Trung Hoa truyền Pháp, đầu tiên Ngài đã mang quan niệm bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền rồi. Chúng ta phải thấy cái này rất rõ. Bất lập văn tự là những cái gì Ngài truyền, Ngài nói chân tâm Phật tánh bản thể đó, nó không lệ thuộc vào văn tự ngôn ngữ. Đó là cái điều mà chúng ta phải hiểu. Cho nên đầu tiên bất lập văn tự giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Đây là quan niệm rất là rõ ràng của Thiền Tông. Một con đường mà không có lệ thuộc vào những cái gì trước đó, rất là riêng của Thiền Tông, mà đặc biệt nhất Thiền Tông Trung Hoa và bên cạnh đó Thiền Tông Nhật Bản gần nhau quan niệm về tư tưởng này rất là rõ nét. Vậy thì ở đây trở lại vấn đề của chúng ta, xá khác cầu pháp ly ngôn. Chúng ta thấy câu này Đại Thừa Phật Giáo đã sử dụng một cách rất là tuyệt vời, sâu sắc. Không phải là nói cái tự đạt. Tự nhiên có những người nói là à, các vị tổ Phật giáo Đại Thừa tự đạt. Làm gì có cái chuyện đó. Chân lý là một, làm sao tự phỉa ra được. Dầu ai nói thế nào, vào cái gì đó gì đó, nguyên tắc và chân lý nó không lệ thuộc vào quốc gia, lãnh thổ, con người và quan điểm của bất cứ một ai hết đó. Bản thân nó là như vậy đó. Vì vậy ở đây khác cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm cứu xét. Cái từ sung mãn tâm cứu xét này, nói chung là tôi cũng mường tượng lắm về cái từ này. Tôi cứ nghĩ cái từ này nó giống như là quan điểm về một cái dạng gọi là theo cái cách thiền minh sát á. Cái cách nhìn bằng cái chánh niệm của thiền minh sát tuệ đó. Cái cứu xét này nó mang cái tầm nhìn bằng chánh niệm, bằng trí tuệ của thiền minh sát. Ý tưởng có là như vậy. Không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu. Như vậy cái này đâu phải là chỉ cho những người bình thường. Câu này không có nói cho người bình thường. Bậc thượng lưu ở đây không mang cái nghĩa là giàu có gọi là thượng lưu, quan chức gọi là thượng lưu, những người đài cát gọi là thượng lưu. Nó không phải là như vậy. Cái lưu ở đây để chỉ cho những con người vượt thoát ra khỏi dòng sanh tử, và những con người này bước vào trong dòng thánh. Cho nên
bậc mà gọi là thấp nhất trong các quả thánh là tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng dịch nghĩa là gì? Là thất lai hay là dự lưu. Thất lai để nói về tính chất tối đa là 7 lần những người này tái sanh trong cuộc đời này. Chỉ tối đa là 7 lần là người này chứng thánh. Còn dự lưu có nghĩa là nói đến một vị Tu Đà Hoàng là người đã bắt đầu bước chân vào dòng thánh, đó là người dự lưu. Vậy ở đây mang cái nghĩa là thượng lưu, có nghĩa là những bậc còn cao vời hơn nữa. Cho nên ở đây chú thích mới chỉ là bậc thượng lưu chỉ cho quả vị bất hoàng. Như vậy bất hoàng là quả vị nào? Là A-na-hàm. Tức là từng thánh thứ ba là từng thánh bất hoàng. Tức là từng thánh này đến từng thánh thứ ba là không còn tái sanh nữa. Cho nên là thất lai, nhất lai, bất lai, vô sanh là chỉ cho Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-la-hàm và A-la-hán. Vậy là A-na-hàm là bất lai. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái bậc thượng lưu này để chỉ cho tầng thánh bất lai, có nghĩa là người không còn tái sinh. Mà do gì không còn tái sinh? Điều quan trọng nhất để chấm dứt tái sinh là phải đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ cái gì mà chúng ta không đoạn được? Ngài nói quá. Ngài nói quá. Có nghĩa là phải nói thẳng ra, phải chấm dứt tham ái mới không còn tái sinh. Không có cách khác được, không có lý giải cách gì khác được điều này. Phải nói là như vậy. Chỉ khi nào chấm dứt được nhân tố của tham ái thì khi đó mới chấm dứt được nhân tố của tái sinh. Vì vậy người cư sĩ là người chấp nhận tái sinh. Các vị tu theo năm giới là các vị chấp nhận tái sinh. Có nghĩa là các vị thấy rằng tôi chưa đủ khả năng để giải thoát, và tôi chưa đủ khả năng để chấm dứt tham ái. Điều đó không đúng sai, tội phước gì về chuyện đó. Cho nên trong năm giới của các vị nó khác với giới của người xuất gia, hay là khác với những bậc tỳ kheo. Tại sao vậy? Bởi vì những người tỳ kheo là, cái lý tưởng của người tỳ kheo là muốn vượt thoát ra khỏi tam giới, tức là sự chi phối của tham ái. Vì vậy cho nên bậc thượng lưu là bậc đã vượt thoát tham ái. Và Đức Phật là người đã chấm dứt tham ái và tự mình giác ngộ. Cho nên khi Ngài vừa thành đạo, có một vị cư sĩ ngoại đạo hỏi Đức Phật: Ngài là ai? Ngài đệ tử của ai? Ai là thầy của Ngài? Thế thì Đức Phật mới trả lời mà trong Kinh Pháp Cú sau này chúng ta sẽ học trong cái phẩm ái dục. Nó có một câu là: ta đã rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ, thì không có ai là thầy ta. Câu này của Đức Phật. Đức Phật nói trong một cái phẩm sau này chúng ta học tới câu đó chúng ta sẽ thấy, trong phẩm ái dục. Vậy thì ở đây Đức Phật có đề cập là trong đó có câu là tự diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ. Như vậy muốn giải thoát ra khỏi cái sự chi phối của luân hồi, điều quan trọng nhân tố của tham ái phải chấm dứt chứ không có cách gì khác. Cho nên ở đây Đức Phật trả lời rất là tuyệt vời: ta đã rõ biết tất cả, ta xa lìa hết thảy, ta không nhiễm một pháp nào, tự diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ. Những câu này thấm thía, mỗi một câu là một ý pháp tuyệt vời. Đức Phật trả lời không sai sót, không dư thừa gì cả. Và sự thật là vậy, Đức Phật là người giác ngộ không thầy, cho nên gọi là vô sư tự ngộ. Và Đức Phật cũng nói rằng là tất cả chúng sinh đều có khả năng giác ngộ vô sư. Cái trí hiểu biết của chúng ta là trí hữu sư, tức là kiến thức. Còn trí vô sư là trí tuệ bát nhã, hay là thiền tông gọi là Phật tánh, là ông chủ. Vì vậy những bậc mà gọi là thượng lưu ở đây là chỉ cho những bậc là đã giác ngộ, đã chấm dứt tham ái, đã không còn bị chi phối trong dòng sanh tử luân hồi. Những câu này tương đối khó so với tất cả các vị. Thì các vị từng mò mẫm học và chúng ta tư duy pháp thì chúng ta sẽ hiểu được các cái pháp số, thì chúng ta hiểu được từng câu pháp cú như thế này.
So với tất cả các loại kinh điển thì Pháp Cú là một trong những bản kinh mà học dễ hiểu nhất và làm chúng ta dễ nhớ nhất. Cho nên khi nói đến các bậc thượng lưu ở đây là không phải chỉ cho người giàu có, cũng không phải là chỉ cho những cái người mà gọi là có vai trò trong xã hội, mà chỉ cho những bậc thánh đã chấm dứt tha mái rồi. Tu Đà Hoàng chưa chấm dứt tha mái mà, Tư Đà Hàm cũng chưa chấm dứt tha mái mà, muội lược thôi, tức là tới quả vị tầng thánh thứ hai là tha mái đã được làm yếu đi và nhẹ đi, cho nên gọi là muội lược. Tới tầng thánh A Na Hàm đó là tầng thánh thứ ba bắt đầu mới là hoàn toàn chấm dứt được tha mái. Vậy thì để chỉ cho những cái bậc thượng lưu là như thế. Cho nên ở đây không đắm mê dục lạc là nhân tố quan trọng. Cho nên tiến trình sanh tử của 12 nhân duyên khởi thủy là vô minh và kết thúc là lão tử. Nhưng sự thật, nhân tố chính của nó, tức là ái thủ, là những nhân tố trong đời hiện tại này là quan trọng của tiến trình 12 nhân duyên. Vô minh, hành, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử. Và như vậy ái thủ là nhân tố trong đời hiện tại này để dẫn đến sanh, lão, tử. Đó là một tiến trình mà chúng ta thấy rằng vô minh là một nhân tố xa, nhưng sự thật để chấm dứt điều đó, chúng ta chỉ chấm dứt ái thủ ngay trong cuộc đời này, không cần mò lại cái gốc của quá khứ. Mà sự thật rằng tiến trình 12 nhân duyên là một cái vòng tròn nối kết liên tục như vậy. Vì vậy cho nên khi tu tập Phật giáo là một con đường giúp cho chúng ta từng bước đoạn tận các lậu hoặc. Và khả năng đoạn tận này chúng ta tự biết, như người uống nước nóng lạnh vậy đó. Cho nên mấy câu vấn đáp ở tại Mỹ, có người hỏi tôi giác ngộ làm sao biết. Thời nay mình giác ngộ mình không biết, mình hết dốt mình không biết, mình ăn được gì ngon mình không biết. Sao kỳ vậy, mình khùng hả? Cho nên mình biết cái gì ngon, cái gì dở, cái này, cái kia, mình hết vốn biết, sao tự giác ngộ không biết được. Cái đó Đức Phật hay là các vị thiền sư hay nói chúng ta là uống nước nóng lạnh tự biết, sao không biết được. Người xa lìa được bao nhiêu dính mắc, tham ái, chấp thủ, hờn ghen, giận tức, sân si, biết không? Biết. Ngày xưa cùng một cái chuyện đó đó cãi lộn 5 ngày, bây giờ cùng chuyện đó cãi lộn 2 ngày, biết bớt chưa? Sao không biết được? Cái chuyện nó đương nhiên là như vậy, nó rất là rõ ràng là như vậy. Cho nên chúng ta tu tập được tới đâu, chúng ta tự trắc nghiệm biết hết á. Ngày xưa thấy một sự sống chết đó, chúng ta khủng hoảng lo lắng mức độ nào, tu một tập một thời gian thấy sự sống chết đó, chúng ta tỉnh táo và có chánh niệm mức độ nào, chúng ta phải biết. Ngày xưa khi mất 5.000, 10.000 chúng ta đau thương tới cỡ nào, xé ruột tới cỡ nào. Bây giờ mất 5.000, 10.000 lòng chúng ta thanh thản tới cỡ nào, tại sao chúng ta không biết được? Sao mà không biết? Ngày xưa miếng ăn là miếng tồi tàn để mất một miếng lộn rang trên đầu, có phải không? Bây giờ đem bố thí đầy đường hết á, không biết mình có từ bỏ sang tham, đi bố thí cho hết người này tới người kia, đâu có còn lộn rang trên đầu nữa đâu, mà ban tặng là thấy còn khoái nữa, hỷ lạc nữa, nhưng sao không biết được. Cho nên có những người tu tập mà tôi thấy là không khéo sẽ đi nghịch lại với cái mục đích giải thoát, là tôi đáng lo ngại. Cách nay khoảng một tháng, có hai vợ chồng người đó, nhưng mà người chồng bị chứ không phải là vợ bị, bị cái chuyện là khủng hoảng tâm lý, hoảng loạn tinh thần và sợ chết một cái cách gọi là mất ăn mất ngủ. Và người đó đến gặp tôi, đúng rồi, một tháng là chính xác, vào buổi chiều của khóa tu vừa rồi, cho nên tôi nói tự nhiên nói khơi khơi chính xác. Họ nói rằng họ tu theo Tịnh Tông học hội niệm Phật để cầu giảng sanh, họ được giảng dạy để tu học theo con đường đó, nhưng mà họ không biết cầu cái quái gì, cầu thời gian bây giờ họ khủng hoảng, họ sợ chết quá, miệng thì cầu giảng sanh mà thân lại sợ chết. Cái này là một nghịch lý, một nghịch lý. Và biết bao nhiêu người không khéo rơi vào chỗ này, mà tôi đã nói không biết bao nhiêu bài giảng mà một số người tu tập mê tín chỉ trích tôi. Tôi nói cho các vị biết vậy đó. Tôi nói những cái bài giảng ví dụ là người tu tịnh độ cần biết, hộ niệm những người lâm chung cần biết, và rất nhiều bài giảng về tịnh độ, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc rồi đó.
Nhưng mà những người tu tập mê tín bị đầu độc cái gì đó tôi không biết, nói tôi là thế này thế kia, tôi không phá đám ai đâu. Nếu không vì khổ đau của họ, mắc gì tôi nói? Tôi nói lợi lộc gì? Cho nên chúng ta không khéo, không nghiên cứu, không tu học, không được sự hướng dẫn của các bậc thầy, chúng ta bị những người mê tín dẫn đường, chúng ta tu tầm bậy tầm bạ, chúng ta khổ đau. Tôi là người thật sự với các vị liều mạng chấp nhận chửi để nói những điều này, chứ những người muốn sống bình an không có nói ngu như tôi đâu. Tôi nói thật với các vị như vậy. Chuyện đó chuyện của người ta, chết sống kệ người ta, khổ vui kệ người ta, mắc kệ người ta, ở nhà mình ăn ngủ sướng sao, mắc gì can thiệp vô để nó chửi vậy? Đó là sự thật các vị. Nhưng mà tôi cảm thấy người Phật tử hy sinh cho con đường tu tập và đạo pháp, tôi không đành lòng. Tôi thấy như vậy, họ tu mà sao họ khổ vậy? Mình thấy rất rõ họ tu họ lạc lối, họ khổ. Nhưng mà trong đầu họ nghĩ rằng họ như vậy mới xứng đáng để mà một cái gì đó, để mà họ được giảng sanh gì đó. Tôi không hiểu trong cái tư tưởng họ nghĩ gì, nhưng biết bao nhiêu người rơi vào trường hợp này. Cho nên chính vì chỗ đó tôi mới hướng dẫn cho anh ta nghe lại những bài pháp thoại mà tôi đã từng chia sẻ. Và tôi cũng đã từng nói một cái anh mà tu mà cầu giải thoát một thời gian, khủng hoảng sợ chết quá, chạy vô gặp tôi mà cách đây mười mấy năm về trước á. Trường hợp này nhiều lắm. Muốn cầu giải thoát mà sắp giải thoát sợ. Đâu có cái gì mà mâu thuẫn ghê gớm vậy. Tu học không có như vậy. Nếu những con người hiểu đúng chánh pháp, thực hành theo chánh pháp, người ta sống rất là bình thường, bình lặng lắm. Không có làm cái kiểu ra dáng vẻ cho người ta thấy giống như mình tu gắt củ kiệu đâu. Đôi khi có những người tu gắt củ kiệu ghê gớm lắm, gắt thời gian mà chạy đi cầu xin người khác cứu. Cái này nguy hiểm. Mà người Phật tử cư sĩ bị cái này rất là nhiều. Tôi không muốn các Phật tử phải hy sinh cho con đường tu bằng một cách lệch lạc như vậy. Người ta không có tu, người ta không giải thoát, nhưng người ta không khổ đau bậy bạ như mình. Người ta khổ đau theo quy luật thôi. Bệnh người ta khổ, thiếu ăn người ta khổ, nóng lạnh người ta khổ, bị chửi bới buồn vui khổ. Cái đó người ta khổ theo quy luật. Còn mình khổ lãng nhách. Mình khổ bằng ảo tưởng. Tự nhiên mình tưởng tượng, tự nhiên tưởng tượng cái khổ à. Cho nên tôi thấy rằng những cái đó rất là đáng thương. Không nên để những trào lưu bậy bạ như vậy ung đúc cho cái sự tu tập của người Phật tử. Chúng ta sẽ chết bằng cái lối đi đó. Và để cho người ta chà đạp mình, đánh giá thấp mình, không phải tu bằng cách thụ động, mù quáng, mê tín, liều mạng. Cho nên là cái này tuyệt đối phải chấm dứt. Con đường nào tu cũng tốt, Tịnh độ, thiền tông, mật tông gì đó cũng tốt. Nhưng phải chọn thầy tu đúng pháp. Người hướng dẫn chúng ta phải hiểu đàng hoàng, chứ không phải bằng những cái người mê tín nói tầm bậy tầm bạ như vậy, đầu độc cho mọi người, quan tưởng, ăn cơm dưới đất, tối ngày mơ mộng chuyện trên trời. Không có là như vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Phật là người tu tập, Ngài thấy rất rõ lộ trình giải thoát của Ngài. Sự giải thoát này nó nằm trong tầm tay. Và cái sự hiểu biết của từng bước là biết rất rõ mình giải thoát hay không giải thoát, mình an lạc hay không an lạc. Mình tu một pháp mà mình không biết rằng giải thoát hay không, an lạc hay không là chết rồi. Cho nên cái bài giảng lý sự tịnh độ tôi giảng ở tại Mỹ đó, các vị có nghe không? Tôi có nói với bà lão á, hỏi bà tu gì, bà nói tịnh độ, bà đặng mê mốt cầu giảng sanh. Mà giờ tôi hỏi cái gì bà cũng biết trơn rồi. Bà có thấy được tướng lành chưa? Chưa. Bà có cái này cái kia chưa? Bà có cảm nhận được? Bà có nhất tâm chưa? Chưa có cái gì hết trơn trọi á. Rồi hàng ngày bà tu tập như thế nào cũng vẫn xem phim, tivi, rồi tối cầu giải thoát là cực lạc vậy thôi. Bình thường. Tức là người ta cứ mơ tưởng rằng sự tu tập như một câu chuyện cổ tích vậy đó. Trong tưởng tượng vậy đó. Bà có còn thương con cháu, nhớ nhung mọi thứ không? Vẫn còn nguyên dạng. Bà có còn buồn vui với những chuyện của những cái người thân trong gia đình? Vẫn còn nguyên. Không có một cái gì thay đổi,
khác với một người bình thường trong cuộc đời, mà cứ nghĩ rằng là mình mơ mộng để giải thoát theo những người đã nói rằng tu như vậy, niệm Phật đi, cầm chuỗi Nam Mô A Di Đà Phật, cái là sau khi nhắm mắt rồi cái Đức Phật đưa về Tây Phương Cực Lạc vậy đó. Tưởng tượng y chang như câu chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh trong phim từng coi vậy. Như vậy đâu có đúng. Mình không nhận ra mình được giải thoát, mình được hỷ lạc, mình được an vui, mình được bớt khổ vui thế nào, mình không hiểu gì hết trơn rồi. Đâu có những cái chuyện đó được. Cho nên tu mà không nhận thức được an lạc giải thoát là chết. Cái chuyện ăn chay của các vị mà tôi cũng đã từng nói mà, ăn chay bằng cách chịu đựng để ăn, để nghĩ rằng sau bữa ăn được nhiều công đức để mai này thành Phật thành tiên là chết. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, hình như là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên đó, tôi có nói trong đó, các vị nghe lại. Cho nên từ những cái nhỏ này mà không có người hướng dẫn chúng ta, mà chúng ta bằng một cách tưởng tượng để ứng dụng, để thực hành, nguy hiểm. Nguy hiểm không phải là cái gì tội lỗi, các vị tu sai còn không có tội, mà chỉ có điều các vị làm khổ các vị. Các vị không được kết quả cho sự hy sinh của chính mình. Chẳng phải tu sai là có tội, ăn chay mà ăn mê tín cũng không có tội. Về mặt nhân quả vẫn có lợi lạc cho dù ăn mê tín, nhưng mà cái lợi lạc như vậy và cái suy tư như vậy nó không đem lại cái ý nghĩa lớn. Và sự chịu đựng khổ tâm bằng những cái cách đó nó dằn vặt con người của mình. Cho nên các vị phải để ý. Cho nên ngay cái câu này: khát cầu pháp ly ngôn, sung mãn tâm cứu xét, không đắm mê dục lạc, ấy là bậc thượng lưu. Và Đức Phật cũng đã từng nói điều này. Và cái này để chỉ cho tất cả các bậc thánh. Câu cuối cùng gom lại câu 19 và 20: người khách ly hương lâu ngày từ phương xa trở về an ổn, được bà con thân hữu đón mừng như thế nào thì người tạo phước nghiệp cũng vậy. Khi từ cõi đời này sang cõi đời khác, phước nghiệp của họ là kẻ thân hữu đón mừng họ. Câu này nói các vị đó. Câu này nói người cư sĩ đó, hay là tu sĩ không biết, nhưng mà người nào tu trong luân hồi thì là câu này. Tu sĩ còn tu trong luân hồi thì câu này, tức là tìm một cái hành động thiện để có được phước báo hữu lậu nhân thiên, để tái sanh đời này đời sau trong nhiều thế giới được thọ hưởng phước báo của mình. Điều này là con đường thiện, phước báo hữu lậu nhân thiên, là người còn tái sinh trong luân hồi. Câu này Đức Phật khích lệ và khuyến thiện cho chúng sinh trên lộ trình tu tập. Một người tu tập theo con đường của bậc thánh và giải thoát, không còn dính mắc với những cái vấn đề là phước báo hữu lậu này. Các vị có thể nghe lại bài giảng tôi giảng là phước hữu lậu của một bài giảng tại Mỹ vừa rồi. Các vị nghe lại bài giảng phước hữu lậu, các vị sẽ hiểu câu này tôi nói rất là rõ. Cho nên là phước hữu lậu tạo ra cho chúng ta có cái ăn, cái mặc, dáng vẻ xinh đẹp, ít bệnh tật gì đó, và cuộc đời tương đối hạnh phúc đời này đời sau đó. Đó là những phước báo mà chúng ta đã từng tạo trong cuộc đời. Vì vậy ai muốn thay đổi số phận và ai muốn thay đổi khổ đau của mình, không mang cái nghĩa là cầu mong thần thánh nào đó ban cho các vị một cái điều gì để các vị thay đổi. Các vị chỉ thay đổi bằng chính hành động đích thực của mình mà thôi. Và cái việc thay đổi được hay không tùy cái nguyện vọng và bản lĩnh của mọi người, chứ không phải dựa vào thần thánh. Không có thần thánh nào thay đổi được tất cả các vị, chỉ có các vị tự thay đổi được hay không mà thôi. Và điều đó là một sự thật. Khi các vị không có một nguyện vọng giải thoát, chưa đủ tâm nguyện giải thoát, hay là chưa muốn thoát khỏi, ra khỏi sự ràng buộc của cuộc đời này, thì các vị có quyền tái sinh trong thế giới này hoặc thế giới khác để thọ hưởng những phước báo mình có. Cao nhất là những phước báo của cõi, cõi trời, đúng rồi, nó nằm trong hữu lậu nhân thiên là như vậy. Còn cơ bản trong loài người, loài người sinh ra được mắt tai mũi lưỡi hoàn thiện, tức là sáu căn được đầy đủ, có cái ăn cái mặc tạm thời, khổ vui nhẹ nhàng đắp đổi, đó cũng là hạnh phúc phước báo mà có được. Không phải dễ dàng gì ai sinh ra trong cuộc đời muốn có chén cơm manh áo đầy đủ là tự có đâu. Khi chúng ta không đủ phước báo, chúng ta không có cơ hội để chúng ta ăn được chén cơm đầy đủ trọn vẹn như vậy đâu. Cái việc đó không phải thần thánh ban cho các vị. Cho nên trong Phật giáo không thừa nhận một ông thượng đế nào để ban tặng cho các vị chén cơm manh áo, không có điều đó. Nó chỉ nằm trong niềm tin thôi.
Bởi vì thiên hạ rất là nhiều châu lục đói khổ, đặc biệt nhất là châu Phi. Và hiện giờ giống như là ở Nepal vừa rồi, động đất biết là bao nhiêu người đói khổ. Một trong những đất nước nghèo khó, đã nghèo mà mắc cái eo nữa chứ. Do đó là sự thật. Các vị đã từng đến đó, các vị sẽ thấy tôi đã từng đến Nepal mà. Trong cái quá trình tôi làm bộ phim Phật Quá Ký Sự cho các vị đó, Lâm Tỳ Ni là một trong những thánh tích nằm ở Nepal. Nepal là một cái đất nước nằm nho nhỏ giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Xin thưa các vị như vậy. Và đó là một cái nôi để sản sinh ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Phải nói là như vậy. Cho nên các vị thấy rằng những cái nơi đó chúng ta về, chúng ta thấy rằng người nghèo khó rất là nhiều. Còn một vài bộ tộc Thích Ca đang nằm len lỏi ở trong một số vùng, không còn nhiều nữa. Bộ tộc Thích Ca này bị tàn sát từ thời Đức Phật cho đến dài về sau, những tôn giáo khác đã tàn sát gần hết dòng tộc Thích Ca rồi. Thời Đức Phật, nội Tỳ Lưu Ly là giết không biết bao nhiêu người. Và trong các cái lần mà chiến tranh của các tôn giáo khác xâm lược Ấn Độ cũng như Nepal đó, thì rất là nhiều người trong dòng tộc Thích Ca đã bị truy sát, và thậm chí họ thuê để giết những dòng họ Thích Ca cho tiệt chủng mà. Các vị nên nhớ là như vậy. Những người này còn sống sót lại là cũng là may mắn, từ chốn chui chốn nhủi trong rừng, rồi sau này mới bắt đầu ra thành lập những ngôi làng không đông, dài 300 người. Như vậy thì dòng họ Thích Ca vẫn còn truyền cho đến bây giờ, nhưng mà đã quá xa với thời của Đức Phật. Và thậm chí rằng dường như cũng ít ai để ý đến điều này. Cũng giống như dòng họ của Khổng Tử vậy đó, truyền đến được 70 mấy đời hay là bao nhiêu đời đó cho tới bây giờ vẫn còn đó. Thì dòng tộc Thích Ca cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật có mặt một cách đúng nơi đúng chỗ, một nơi rất là phức tạp về nhiều tín ngưỡng, bây giờ vẫn lạc hậu và nhiều thứ mê tín như thường. Những cái đạo lý mà đầu độc cho con người ta giết châu bò hàng trăm nghìn con như thế để tế thần tế lễ, để cho thần thánh bớt nguôi giận gì đó, vẫn còn như thường. Cho nên tôi nói thật, tôi đã trả lời được cái câu tại sao đạo Phật biến mất trên những vùng quê hương của Ngài. Tôi trả lời rất rõ ràng, vì Đức Phật là con người lịch sử chứ không phải là người tôn giáo. Họ là người cuồng tín về tôn giáo, cho nên họ phải triệt tiêu những con người lịch sử, và họ không tôn trọng những gì về lịch sử. Cái này sau này tôi sẽ giảng một bài chuyên biệt về điều này cho các vị. Đặc biệt nhất là bài giảng Đạo Phật có phải là tôn giáo không, tôi sẽ chia sẻ với các vị. Để trả lời lại những người đã từng hỏi tại sao Đạo Phật lại là biến mất trên chính quê hương của Ngài, hoặc thậm chí bây giờ còn lại một con số rất là nhỏ, 5% so với số dân của Ấn Độ hay là ở Nepal. Cái này các vị tìm hiểu lại các vị sẽ thấy. Vì vậy cho nên là ở đây khi Đức Phật nói cái câu này, cái câu này để nói đến phước báo của cuộc đời, nói lên những con người của chúng ta làm thiện, làm phước, giúp đỡ, chia sẻ, mang cái nghĩa là tạo phước báo cho mình, vừa phản ánh lòng từ bi của Phật dạy, sống chia sẻ với người nghèo khổ, nhưng bên cạnh đó biết rằng hành động này chúng ta để đem lợi lạc cho chúng ta từ một đến nhiều đời mà chúng ta phát tâm để làm. Còn người sống bằng cái tư tưởng cao thượng hơn, bằng sống bằng tinh thần của Ba La Mật, thì cái này nó nằm trong bố thí Ba La Mật. Mà các vị nghe lại bài giảng là Lục Ba La Mật tôi đã giảng tại Ấn Quang, các vị sẽ hiểu cái ý này rất là rõ. Hai bài giảng Phước Hữu Lậu là gì, và một cái bài giảng Lục Ba La Mật. Hai bài giảng này giúp cho chúng ta sáng tỏ những ý mà tôi vừa trình bày ở đây. Hôm nay chúng ta dừng cái bài học lại tại đây. Thì đây là hai cái câu này, coi như là chúng ta cũng khép lại cái phẩm hỷ ái. Và lần tới thì chúng ta trả bài lại là lần trước lần này, gom lại hai lần trả bài luôn, gán thuộc bài nhiều nhiều. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta khép buổi học tại đây, và chúng ta chuẩn bị thời sám hối. Mời các vị khởi thân hồi hướng. Nguyện đem